niệm. Hả? Ê, đủ quá. Ê, gì vậy trời? What the hell? Ê, mày này, hôm nay là tao dẫn mày đi độc lạ Cần Thơ nè. Chơi, bây giờ chơi độc lạ Cần Thơ luôn, mày xuống Cần Thơ. Trời ơi, bây giờ là 23:21. Trời ơi, trời ơi, mày kiếm cái giờ này, giờ tâm linh đúng không? Hôm nay tao dẫn mày đi chơi độc lạ Cần Thơ nè. Mấy ngày đi theo làm gì? Đi theo, chơi luôn. Chơi luôn hả? Ờ, tao dẫn mày đi chơi độc lạ Cần Thơ nè. Ê nó mày hai mày yếu bóng vía, hai thằng bay sẽ gặp một con quỷ độc tóc đỏ. Ôi, trời ơi. Nó đi sau lưng tụi mày. Trời ơi, chạy. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Gì giống nổi. Không thấy. Gì giống gì quý vị. Ừ, cục. Làm gì ông nội? Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Vừa đầu vẫn chơi không vậy trời. Ôi kìa. Gì mấy ông nội. Ủa trời ơi. Rồi bây giờ là anh em tụi tôi đã tới. Cái gì? Thế tao gọi hả? Tao chuẩn bị tao chạy không? Dễ ghê vậy ông nội. Thì bây giờ là anh em tụi tôi đã tập trung nha. Hôm nay là có sự góp mặt của chú Nuôn nữa. Đã chú Nuôn tỉnh với em đúng không? Kiếm được tôi chứ. À, rồi. Mày đang lên cây nhá. Mười kiếp. Rồi rồi, ok. Cách ok luôn. Rồi giờ hôm nay thêm với chú Nuôn đi tìm nha. Ok ok. Rồi ok nè. Tứ tứ nè. Bú le nè. Bé chăn nè. Anh ơi không biết chạy đường nào chứ. Bú le đã chạy. Rồi, bây giờ là trời bé này cởi đổ chưa thấy ghê vậy ta. Cái gì cho tâm linh như này đã chặn cởi. Trời, tâm linh với trời. Hú lê gì nè. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ là thôi chốt đi ông nội. Rồi đi nè hú lê. Đi đi. Tao phải nữa nè. Đi đi. Nè, tôi với chú Nôn nè, đi đi em. Bye nha. Ok. Đi đi với Chanh. Nào chúng cuối cùng cho chịu. Rồi trời. Trời ơi, trời lẻ mà ơi, một chút xíu này ma giấu hết chân. Mày mày đi trốn đi tìm. Thôi đi tìm luôn. Thôi mày đi trốn đi. Rồi ok. Rồi đi đi, bye bye nha. Chú Nôn nào? Trời, trời nó vô đó. Tìm gặp nó mày. Nói gì ghê vậy ba? Mẹ chồng nó ghê đó, nội đi một lần ông cục nổi nè, ông nổi. Trời ơi, là trời. Cũng, ơi, xin cái, xin cái, xin cái. Đi về. Hả? Đi về. Giỏi trốn đi mình đi về, có xe mà. Nói thế chịu rồi chứ. Chạy 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 chạy. Không mình tội nghiệp á, lễ trốn hỏi bị giấu rồi sao chị đi kêu cái gì đi ok chim nó kêu không nghe bây giờ rồi hiện tại xung quanh là tớ hôi luôn chú Nôn ơi gì á hết hồn chú Nôn có sợ không sao không không thôi giờ tôi với Nôn đi tìm anh em thì mấy anh kia đã trốn đâu tiêu chưa mở cửa đi con mở cửa nè thôi chú Nôn đi trước đi Ôi trời ơi, sao mày cầm điện thoại sáng vậy chứ đi. Làm sâu như trời sâu lắm mày ơi. Không có. Không có, lên trên. Trời ơi, lên trên. Lên trên đi. Chú Minh. Tóc quay vậy trời. Ôi, gặp mày tóc lên đi. Hỏi chú Minh trước đi. Sao kỳ thế? Em đi sao, em quay nè. Thì tôi là chùm sợ luôn. Cái gì vậy? Đừng có đụng cái gì nghe. Ok ok. Em không biết luôn. Nó trốn vô phòng xin đừng mở cửa. Không, không có phòng đâu. Mở được luôn hả? Ôi sao lạnh như vậy. Trời 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 trời. Mở được luôn hả? Bãi ra chửi kìa chứ. Trời trời trong đây đá banh này luôn mày. Đá này đá cho anh không rớt ngoài được luôn. Ừ. À chứ rồi chứ rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ha, không có cái đèn pin quay khó quá à. Rỡ rồi chơi đi, có gì rồi chơi luôn á. Đi xuống về mày. Gì vậy ông nội? Càng cao càng thấy ghê.
Mà thường ba ở trên cao mà. Trời trời cái gì mà đi giống tiền chứ nó nói gì tiền cục vậy. Trời ơi trời. Cái bọn này trốn đâu? Ê kìa kìa mấy cái đèn kìa. Đâu đâu đâu. Kìa kìa kìa. Em mấy cái đèn. Lên 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 lên. Từ từ từ. Em mấy cái đèn, mấy cái đèn. Thì cái đầu xanh thấy ghê lắm anh em ơi. Cái đầu ơi. Đâu? Mấy cái đầu ai giữ một mình. Đây nè. Cái xô mày nữa. Giờ nhận giữa giữa. Cục nói cho mày. Mấy cái gì vậy? Cái anh che cái gì? Cây. Con này trốn đi không? Không có. Mình đi lên đã nắng luôn rồi. Cái mình dòng đó xuống. Thì cái nhà quỳ. Cái trường học này tôi nghe nói là có nhiều cái lắm anh em ơi, nhưng mà tôi không tiện kể tại vì tôi đang đi với anh em cho nên tôi không có tiện kể. Ơi để chú nụ mình tôi nói thiệt với anh em là tôi làm cái clip này là tôi lấy hết sức mình anh em ơi, chứ tôi sợ mấy cái này lắm anh em ơi. Tôi ghé làm cho anh em xem, cho anh em giải trí. Bắt ai, bắt ai? Bắt thằng quý trước. Bắt quý trước luôn hả? Không, 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 ngại luôn, bắt nó trước luôn. Nó gáy với tao. Thì chuyện này là cái gì tôi cũng không biết anh em ơi. Nãy giờ không, giờ có cái đèn này nó thấy nó chạy. Cái gì vậy chú ơi? Nhà sinh nhà sinh. Trời. Ôi. Ôi. Con dơi, con dơi. Sao mày bỏ tao chứ mày chạy liền. Em có bỏ đâu cả, chú bỏ em mà. Mày xịt đèn vô tao bỏ nghe, xịt đèn. Không có. Sao mày ghen thế đó vậy? Thôi em mua rồi, em nói chung cố gắng mày quá ghê quá. Gì đó đã là cái tiếng ai? Không, ở dưới bên kia, bên kia. Địch dữ. Ê, em thấy cái bóng này, em thấy cái bóng này. Kìa, cái bóng này kìa. Thấy thằng nhóc này. Chạy nha. Kìa đó, đó, kìa đó. Nấp thôi mày. Thấy một rồi, thấy một rồi. Thấy con kỹ từ từ đi. Gì vậy? Vô chứ không này. Chạy chạy kìa, trên nó chạy kìa. Đây, bắt mấy chành nha, bắt mấy chành như phú đê nha. Mấy chành, bắt lại mấy chành ơi. Cái mùa mình chiên, tuyệt ngày xuống nè mày. Thấy cái chân tôi tưởng cái gì tới rồi mà trời. Rồi ok, bắt được người đầu tiên là phú hú rồi. Rồi bây giờ lạc chứ luôn rồi. Ủa ai bởi vậy? Đấy, có người trên lầu kìa. Ai vậy? Ai chú luôn ơi. Ok anh em ơi. Thì sau một thời gian thì tôi với chú Nôn bắt được bé Chanh. À. Nó vậy đó. Nó nhảy đầu điện của mình luôn. Thì bắt được phú phú với lại bé Chanh nha anh em. Chú Nôn chờ thằng đi hướng chú Nôn này. Chung rồi. Mới hay là chạy bên đây kìa. Mới cái bóng bên kia kìa.
mấy cái bóng. Sao anh sao quay đi. Trời ơi, cái phòng gì mà âm u vậy? Cho em coi. Không có. Mắt còn đi một ảnh. Mấy ghê quá. Đóng lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Nó bên đó đó, mà chụp tôi chán chán đó. Nó hai thằng đấy không? Đó, nó đi theo thằng. Đó, nó đi vô lại, nó đi vô lại đó. Bây giờ mình đem tôi qua tới bên này, nó qua bên kia, nó biết sao vậy đó. Rồi bây giờ ngồi đợi cho nó đây. Ê, tớ tới nè, tớ tới. Thằng tớ dính rồi. Thằng tớ. Mày chạy nha. Rồi, ok. Thì thằng tớ té em mà. Tớ để cái gì bất cái mặt. Thế nào không? Ờ, ok, có thằng tớ rồi em ơi. Thì tiếp tục là còn... Đâu? Dính chưa? Chú nó đâu rồi? Đâu? Dính rồi, nó chạy nữa rồi. Tao qua dính nó mà. Ủa, dính đâu? Nè. Dính rồi. Nè. Đâu? Chạy quá bà sao. Không, dính nó nào vậy? Thủy tứ. Dính rồi, nó chạy nữa. Thì sao chú nó bắt lại? Bắt dính nó chạy như quỷ. Hết hồn. Hết hồn. Dính nó hết hồn. Ta bò tao lết nguyên khúc đó. Trời ơi, em bò em lết cho luôn. Chốt miếng tiểu nữa, trời ơi, trời. Cái cục chi? Chụp dính nó luôn. Mày chụp dính nó không? Mày tắt đèn phải không? Tắt đèn. Ok. Thở dữ quá. Nó bắt nó, nó theo theo. Bây giờ hiện tại anh em là tôi với chú Minh bắt được tứ nè. Phú Phú nè, thằng Chanh. Nãy giờ là ba người nè, giờ là còn quý lê đứa cống quý lê đó, còn ba này là khó chịu gì, ba nhân vật này hơi bị khó chịu nên mới toàn mấy thằng lớn lớn, còn mấy thằng 2 lít 4 anh em nói chung đến vậy là tướng rồi. Ba đang ngồi một đống kiếm người khác không kiếm gì thở chơi. Ê con đá không chỗ 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 khác chỗ nó nghe tiếng chỗ sợ thôi. Ai từ đấy quay qua cái quay. Trời ơi là trời chứ Nôn ơi. Con người em. Có mày lạnh ngủ, tao ngủ nè. Ừ, có mày lạnh nè. Về chứ Nôn. Trời ơi, nó ở lúc bót trên xe kìa, trời ơi trời. Đâu? Kiếm ai vậy? Ủa? Chạy, chạy. Gì vậy? Ủa, nãy chú Nôn bắt dính rồi mà xuống đây mà. Ủa? Ủa? Nãy gì vậy? Còn Phú Lê mà. Rồi đi kiếm Phú Lê đi cha. Ủa, gần đất đâu? Còn Phú Lê ở trên đó đó. Ủa vậy là nãy giờ Đức với Quý này hả? Ừ. Em đâu biết đâu với Đức đâu. Đâu. Vậy sao xuống đây chứ vậy cha? Ơi. Còn Phú Lê thì kìa đi kiếm Phú Lê. Ê. Đủ chí làm gì vậy trời? Chú Nôn. Trời hai người ta xuống đây tính xuống mọi người ở lên tránh nữa đi. Trời ơi trời. Chú Nôn thấy em nói đúng chú Nôn. Giờ chụp phải nó sớm xíu đi rồi chơi đi chạy. Gì kìa chạy. Rồi kiếm được chưa? Chạy cái này mốt ai chơi nữa chạy. Ê. Ê. Tới nữa tìm tới chưa? Kỳ vậy? Gì chứ? Thì cái đậu xanh nó tôi với Nôn tìm từng vệ sinh từng góc ngắt trong ngôi trường này mà ai ngờ đâu. Cái ông nội nè. Thấy nè. Quý 11 nó bắt trước. Ủa? Rồi nó xuống. Nãy rồi. Gì? Bắt trước rồi nó xuống rồi. Xuống rồi. Cái thằng này nó không biết bắt. Ủa tự nhiên à. Tôi nó bắt dính rồi tôi đi xuống. Đây. Không biết bắt xuống gì vậy? Phú Lê này, em chưa bắt Phú Lê xuống lên xuống rồi. Gì? Cái này muốn chết vậy? Sao kỳ vậy Phú Lê? Đó chưa thì tao ở đây tao đợi mày về mà. Rồi ông nói gì đó. Cái chân đau quá rồi chạy hết nổi rồi chạy sao lại mày đầu hàng á đó. Cái đậu xanh nó lẽ là phải đi trốn ngay gần chỗ chơi cho chạy. Hồi nãy tao trốn tao chạy muốn mua chả nó nãy giờ tìm muốn xỉu giờ tìm từng góc ngách luôn mà ai ngờ đâu. Học để chừng mày bắt không được tao rồi
toàn nhất là nó nguy hiểm nhất. Thôi giờ có chiếc xe hai anh em đi về. Đi về đi chứ sao vậy? Về chứ sao vậy? Thôi. Thôi thì cái clip này kết thúc nha anh em, thì ba anh em nha. Bị bắt xong chạy cũng xuống luôn nói nữa. Ủa? Bị bắt thì ta đi xuống ba. Bị bắt ta đi xuống ba. À, rồi đó anh em, tôi sợ ma vãi chữ luôn em ơi. Tôi vẫn gán làm clip cho anh em xem, thì anh em xem video nên nhớ like lên cái kênh hội nha. Thì các bạn ở trường nha. Quá trời sợ em ơi. Coi giờ tôi đi về em ơi. Quá sợ.